quý vị, một mùa xuân mới đã đến, nhà đẹp Apollo Việt giảm giá thiết kế lên tới 29%. Và đặc biệt, Apollo Việt khai trương cửa hàng thiết bị điện, giảm giá cực sâu từ 35-50% tất cả các sản phẩm thiết bị điện. Chúng tôi cam kết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xuất trình đầy đủ giấy tờ COCQ, cam kết giá tốt nhất trên thị trường, sản phẩm uy tín, chất lượng, hoàn tiền 200% nếu hàng giả, hàng kém chất lượng, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày. Liên hệ ngay số hotline 0962 368 892 để được tư vấn cụ thể nhất. Trong video ngày hôm nay, Ngân hàng sẽ giới thiệu đến quý vị top 5 một biệt thự tân cổ điển mặt tiền 15m vô cùng sang trọng. Trước tiên, quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần đón nhận thêm nhiều không gian đẹp hơn nữa nhé. Thưa quý vị, mẫu biệt thự tân cổ điển đầu tiên mà Ngân Hà chia sẻ trong video ngày hôm nay là mẫu thiết kế của gia đình anh Trường tại Nam Định. Thưa quý vị, đây là mẫu biệt thự tân cổ điển mặt tiền 15m vô cùng sang trọng và tinh tế. Ngôi biệt thự với diện tích xây dựng 15m x 15m mang hình khối vuông vắn với bố cục vô cùng mạch lạc và chặt chẽ. Có thể nói đây là một thiết kế với mức đầu tư không quá lớn nhờ việc tối giản các chi tiết trang trí nhưng lại tạo nên không gian sống hoàn hảo. Màu sắc chủ đạo của công trình là màu trắng chủ đạo kết hợp với màu xanh đen của hệ mái, một sự phối hợp màu sắc hài hòa và không bị pha trộn với bất kỳ công trình nào. Mái mansard được sử dụng như một tầng thứ 3 trong ngôi nhà để không gian tầng tung trở nên thoáng mát hơn. Các kiến trúc sư của chúng tôi đã thêm vào những ô cửa sổ mái nhỏ. Ngoài ra, chi tiết này còn giúp ngoại thất công trình trở nên sắc nét hơn. Thưa quý vị, ngôi biệt thự được thiết kế với hai sảnh, một sảnh chính và một sảnh phụ. Kết hợp với đó là hệ thống cửa sổ khung lớn, kính dáng an toàn hai lớp khung gỗ vỏ đỏ được bố trí xung quanh ngôi nhà, tạo nên một không gian sáng và thoáng đãng. Một trong những mẫu thiết kế biệt thự tân cổ điển mặt tiền 15m mà quý vị không thể bỏ qua trong video ngày hôm nay, đó là mẫu nhà 2 tầng 1 tung tại mảnh đất Cao Bằng của anh Hiếu. Như quý vị có thể quan sát trên màn hình, ngôi biệt thự đã ứng dụng tính đối xứng tỷ lệ vàng trong thiết kế một cách tinh tế ở bố cục của ngôi nhà. Với diện tích xây dựng rộng lớn, xếp theo chiều dọc, ngôi biệt thự chia làm 3 khối, với khối chính ở giữa và hai bên là hai khối phụ nhẹ nhàng đối xứng qua khối chính, tạo nên một tổng thể hài hòa và thống nhất. Thưa quý vị, hệ mái mansard hình thang vừa đảm bảo đúng phong cách kiến trúc hướng đến, vừa tăng thêm tính diện tích sử dụng công năng, sử dụng cho gia đình. Ở phần mái còn được thiết kế thêm cửa sổ nhỏ, thông gió khiến cho không gian bên trong luôn thoáng đãng, tránh nóng về mùa hè. Thêm vào đó, các kiến trúc sư đã điểm tô thêm các con tiện lan can bê tông sơn trắng để trang trí và cách điệu thêm phần thanh lịch. Hệ thống trụ cột được bố trí xung quanh ngôi nhà, được kết hợp giữa trụ tròn vuông và vừa thể hiện được sự vững chắc, vừa có nét đẹp uyển chuyển và nhẹ nhàng. Dẫn lên nhà là hệ thống 5 bậc tam cấp được lát gạch granite vân mây sáng màu, vừa giúp cho công trình trở nên cao hơn, vừa như thể hiện được lòng hiếu khách của gia chủ. Để tạo nên không gian sống xanh cho cả gia đình, kiến trúc sư đã thiết kế thêm các lùm cây cảnh giúp các thành viên trong gia đình có thể thư giãn và nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống trong lành. Khép lại top 3 mẫu thiết kế biệt thự tân cổ điển mặt tiền 15m, Ngân Hà xin được gửi đến quý vị mẫu nhà đẹp của gia đình anh Khởi tại Bắc Ninh. Đây là một trong những mẫu thiết kế xứng tầm đẳng cấp và mang lại giá trị thẩm mỹ cao cho gia chủ. Kế thừa những tinh hoa nổi bật và tinh túy nhất của kiến trúc tân cổ điển, mẫu biệt thự 2 tầng đẹp mang dáng vẻ sang trọng của những trang trí phào chỉ, trụ cột, hệ thống mái với nét đẹp phóng khoáng và tự do. Nhìn từ xa thì mẫu nhà 2 tầng 4 phòng ngủ gây ấn tượng thị giác đặc biệt trong mắt người nhìn bởi sự đẳng cấp, đăng đối trong hình khối, bố cục và các chi tiết hoa văn, trụ cột. Ngôi nhà 2 tầng đẹp nổi bật với màu trắng tinh khôi chủ đạo, bao phủ toàn bộ công trình. Ngôi biệt thự đẹp mang đến cho người nhìn cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Thêm vào đó là màu đen mang lại cảm giác huyền bí của hệ mái mansard, càng làm cho mẫu nhà tân cổ điển 2 tầng gây ấn tượng khó phai. Thưa quý vị, với những công trình kiến trúc Pháp châu Âu, hệ thống trụ cột chính là linh hồn tôn lên cái đẹp tuyệt vời của ngôi nhà. Sự phối hợp hài hòa giữa trụ cột tròn và vuông khiến cho ngôi nhà tân cổ điển vừa mang sự cứng cáp, bề thế, vừa mềm mại, quyến rũ. Ngắm nhìn không gian ngoại thất của căn nhà, chắc hẳn quý vị sẽ thán phục trước hệ thống hoa văn, phào chỉ được đắp vẽ cầu kỳ và tỉ mỉ. Những đường phào phân tầng, phân tách tầng 1 và tầng 2 và xung quanh mái hay những đường phào, hoa văn, trang trí đầu hệ thống cửa sổ đều được các kiến trúc sư sáng tạo, đặt hết tâm huyết thổi chất nghệ sĩ vào để tạo ra một công trình hoàn hảo nhất. Thưa quý vị, như vậy Ngân Hà đã cùng quý vị khám phá top 3 mẫu thiết kế biệt thự tân cổ điển mặt tiền 15m được yêu thích nhiều nhất trong năm vừa qua. Nếu quý vị cùng người thân đang muốn sở hữu cho mình những công trình nhà đẹp đi đầu xu hướng, hãy liên hệ đến chúng tôi theo số hotline 0962 368 892 nhé. Và đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh Nhà đẹp Apollo Việt để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi khám phá các công trình với không gian sống độc đáo nhất.
Một lần nữa, Apollo Viện xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị, một mùa xuân mới đã đến, nhà đẹp Apollo Việt giảm giá thiết kế lên tới 29%. Và đặc biệt, Apollo Việt khai trương cửa hàng thiết bị điện, giảm giá cực sâu từ 35-50% tất cả các sản phẩm thiết bị điện. Chúng tôi cam kết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xuất trình đầy đủ giấy tờ, COCQ, cam kết giá tốt nhất trên thị trường, sản phẩm uy tín, chất lượng, hoàn tiền 200% nếu hàng giả, hàng kém chất lượng, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày. Liên hệ ngay số hotline 0962 368 892 để được tư vấn.